các bạn đón nghe bộ truyện đồng nhân Ăn mày xuyên không dựa trên tiểu thuyết Chu nhan của tác giả Thương Nguyệt tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Chương 13: Ám sát. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, bất tri bất giác đã trải qua mấy mùa sen tàn cúc nở. 5 năm sau, khi ấy, thời ảnh 23 tuổi đã có đầy đủ dáng vẻ của một nam nhân trưởng thành, nhưng gương mặt vẫn thanh tú, đường nét nhỏ nhắn, nhìn qua trẻ hơn tuổi rất nhiều. Ngược lại, thiếu niên 11 tuổi nhỏ gầy năm nào giờ đã là một chàng trai 17 tuổi trổ mã, thân hình có phần vạm vỡ hơn không ít, gương mặt khôi ngô, nét mặt dường như góc cạnh hơn, làm tăng thêm vẻ nam tính. Mặc dù y vẫn còn nhỏ hơn người kia tận 6 tuổi, thấp hơn nửa cái đầu. Suốt ngày theo sau gọi ca ca Nhưng người ngoài nếu chỉ nhìn thôi Cũng sẽ có đôi khi tự hỏi Thật ra ai mới là lớn Ai mới là nhỏ Thế nhưng chỉ cần Bạch Phong Lân cất lời ngay huyên thuyên một hồi rốt cuộc Người ta sẽ không còn thắc mắc vấn đề này nữa Bởi vì rõ ràng Y là kiểu mặt phụ huynh Nhưng tâm hồn niên thiếu có được không Chẳng trách mà y có thể cùng với tiểu quận chúa xích tộc khi ấy 13 tuổi, suốt ngày sư ca sư muội đánh đánh nháo nháo đến là thân thiết, bày đủ trò vui, nghịch ngợm hết biết tiểu cô nương kia cũng chính là một tiểu yêu quái. To gan tày đình, chẳng có chuyện gì sư can nàng làm mà nàng không dám làm. Ở đâu có trò hay thì ở đó có nàng. Thời ảnh đau đầu không thôi, dạy dạy dỗ dỗ một hồi, nhưng bận sau lại đâu vào đó. Bao nhiêu phen hắn phải ra mặt, thay hai người thu dọn tàn cục. Nhưng thầy ảnh là người nhẫn nại cỡ nào, cho dù hai người có nháo đến đâu đi chăng nữa, hắn cũng chưa từng thật sự tức giận. Lúc nào cũng khoan dung mười phần hết lòng chỉ bảo. Trong mắt người ngoài, hắn chẳng khác nào một vị huynh trưởng vừa nghiêm khắc vừa chiều chuộng các đệ muội của mình. Lại sắp sang xuân, tiết trời cuối đông lành lạnh, nắng chiếu muôn nơi, trên đỉnh núi tuyết tan, cây cối đâm trời nảy lộc đầy sức sống. Cũng như mọi ngày, Bạch Phong Lân thức dậy từ giữa canh sáu, đã thấy ca ca của y đang ngồi thiền định, mặt quay vào bức thạch bích đầy vết máu khô, tàn tích của trận cuồng loạn năm đó. Nắng sớm dọi thẳng qua kẽ đá Rơi xuống gương mặt đang tập trung nhắm mắt Bạch Phong Lân bỗng nổi hứng thú Bèn tiến lại gần xem Chỉ thấy nơi ánh sáng chiếu đến Hàng lông mi như cánh bướm khẽ lay động trong vô thức Làn da mịn màng không tì vết Thậm chí tại chỗ có ánh nắng chiếu vào Còn nhìn thấy được cả lớp lông tơ mỏng thật mỏng Nhìn xuống hai cánh môi hồng nhuận căng bóng Y bất giác nghĩ thầm Ca ca thật xinh đẹp Đoạn đưa tay lên muốn nhặt đi một cánh hoa bé xíu trắng muốt, không biết rơi xuống từ lúc nào, đầu lại ngay bên khóe môi hắn. Nhưng mà Bạch Phong Lân vừa mới đưa tay chạm vào thì bỗng cứng ngắc lại, bởi vì thời ảnh đã đưa tay lên, nắm chặt lấy cổ tay y, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào mắt y. Ở khoảng cách rất gần, gần như chạm mặt vào nhau, y nhìn thấy trong mắt ca ca có một tia linh quang lưu chuyển rất nhanh, hơi thở người kia cũng bắt đầu gấp hơn một chút. Y vội vã dãy ra, cười hề hề nói, ca ca, để định nhặt giúp huynh một cánh hoa đậu bên miệng thôi. Thời ảnh bất giác giơ tay lên chạm vào mặt, sợ thấy vật gì đó rất nhẹ thì lập tức lấy xuống. Hắn nhìn dị vật nho nhỏ trong tay dây lát, nói Đi gọi tiểu sư muội của đệ đi, hôm nay chúng ta đi trải nghiệm thực tế. Vừa nghe thấy mấy chữ này, mắt bạch phong lân tức thì sáng lên, đi trải nghiệm thực tế là đề xuất của y nhằm giúp cho việc tu luyện thuật pháp có hiệu quả hơn, bằng việc đi ra ngoài thế giới, dùng thuật pháp của bản thân ứng dụng vào thực tế, làm những việc có ích, vừa giúp ta vừa giúp người. Trước đây thời ảnh sau khi nghe được mấy chữ này thì hết sức mới lạ, có một loại ảo giác rằng dường như đó không phải là ngôn ngữ của thế giới này vậy, vừa xa lạ lại vừa có chút quen thuộc, nhưng rất nhanh sau khi hiểu được gốc rễ của mấy chữ đó thì thời ảnh lập tức đồng ý. Vậy là cứ mỗi một năm, hắn sẽ đưa hai tiểu đệ tử của mình xuống núi để trải nghiệm thực tế. Việc trải nghiệm thực tế cũng không có gì quá đau to búa lớn. Ba người cải trang thay đổi trang phục giống như là bá tánh bình thường, đi vào thành tử thai quận Cửu Nghi, lãnh địa thanh tộc ngay dưới chân núi. Thời ảnh cùng Bạch Phong Lân, tiểu quận chúa xích tộc, sẽ thuê hai phòng trọ nhỏ, sống ở đó chừng 10 ngày nửa tháng. Ngày nào cũng cùng nhau đi dạo khắp các phố lớn, phố nhỏ, gặp chuyện gì có thể giúp thì giúp, có thể cứu thì cứu, không quản nắng mưa. Khi hành động được phép vận dụng tất cả các thuật pháp trong khả năng, nhưng nguyên tắc của việc cứu giúp đó là không được trái đạo, không hại người, không để cho bất cứ ai phát hiện ra mình sử dụng thuật pháp, cũng không được để lộ thân phận. Tất cả đều phải diễn ra thật âm thầm. Sau thời gian trải nghiệm thực tế trở về, không chỉ Bạch Phong Lân hay Chu Nhan, mà ngay cả pháp thuật của Thời Ảnh cũng đều tăng tiến thêm một bậc, ích lợi rất lớn. Cả Bạch Phong Lân và Chu Nhan đều vô cùng yêu thích hoạt động này, vừa được tu luyện, vừa được ra ngoài chơi, thưởng thức của ngon vật lạ, nên thường xin Thời Ảnh tăng thêm số lần trải nghiệm thực tế, thành 3, 4, không, 2 lần một năm cũng được. Thế nhưng Thời Ảnh không đồng ý, hắn nói, người tu hành không nên tiếp xúc quá nhiều với thế tục tâm trí bị quấy nhiễu, có hại cho việc tu tập. Hơn nữa, xưa nay các thần quan tu luyện thật pháp không được can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của chúng sinh, nếu không sẽ làm mất cân bằng thay đổi trật tự thế giới. Vì vậy, mỗi năm một lần, thường là vào gần cuối năm, hắn sẽ đưa hai tiểu đệ tử cùng nhau xuống núi rèn luyện một lần. Năm nay, bởi vì Bạch Phong Lân tha thiết muốn nhìn xem không khí đón giao thừa trong nhân gian là như thế nào, cho nên ba người chọn thời điểm xuống núi là cách ngày bước sang năm mới đúng 10 ngày đón giao thừa xong, có thể kịp trở về để tham gia điển lễ cúng thần vào sáng ngày hôm sau. Theo thông lệ, trên thần miếu cửu nghi không đón giao thừa, hết thảy đều diễn ra như thường ngày. Chỉ có duy nhất vào buổi sáng đầu tiên của năm mới, chúng thần quan thị giả sẽ tề tiệu về thần điện. Dưới sự chủ trì của đại thần quan tham gia nghi thức cúng thần, ba lại chín dập đầu, cầu một năm bình an, mưa thuận, gió hòa, chúng sinh no ấm. Ba người xuống núi đến nay đúng là vừa tròn 10 ngày. Đêm nay chính là đêm giao thừa, Giao thừa chốn nhân gian dù là trong tiểu thuyết vẫn vô cùng đặc sắc, thậm chí còn náo nhiệt hơn Bạch Phong Lân đã thấy trong những bộ phim cổ trang ngày trước. Nơi nơi trăng đèn kết hoa, sáng rực lung linh, đó là tất nhiên. Phố lớn, phố nhỏ, người người lại qua, kẻ mua người bán, biểu diễn kỹ nghệ, đó cũng là đương nhiên. Còn có trên bến dưới thuyền, đố đèn làm thơ, vãn cảnh. Hơn nữa, người ở đây đều là nam thanh nữ tú, đâu đâu cũng là mỹ cảnh, nào có giống như trong phim, ngoại trừ mấy nhân vật chính còn lại phần đông đều áo vải quần nâu ăn mặc sơ sài mặt mũi khó coi chứ có người lớn thì cũng có trẻ nhỏ nhà nhà đưa nhau dạo phố mua sắm dừng chân trước điện đài chùa miếu tháp đôi ban nén hương khấn vái mấy lần chắp tay cầu nguyện chẳng khác nào giao thừa của thế giới hiện đại bạch phong lân vô cùng khoái chí y chạy khắp nơi chỗ nào cũng phải dừng một tí xem xét sờ mõ hồi lâu mới lại rời đi trù nhan cũng chẳng kém theo y hết từ phố nọ sang phố kia thưởng thức đủ loại món ăn trung nguyên mà nàng thân là quận chúa xích tộc sống ở tây hoang xa xôi chẳng mấy khi có dịp được biết đến cứ như vậy hai người một lớn một bé rong chơi khắp thành tự thay phương bắc hưởng chọn không khí đêm giao thừa phồn hoa thời ảnh lại giống như là một huynh trưởng chậm rãi đi theo phía sau hắn quanh năm sống thanh đạm không ham vinh hoa không cầu vật chất đám nhỏ đi đến đâu hắn cũng chỉ đứng từ xa cẩn thận quan sát nhắc nhở không một ai hay biết hiểm nguy nào đang chờ đợi ba người phía trước. Lúc này, ở nơi sâu nhất trong nội viện Thanh Vương Phủ, mười hắc y nhân đứng thẳng táp không một tiếng động. Dưới trường bào màu đen, ẩn ẩn có thể nhìn thấy mấy sợi tóc màu vàng sậm cùng một đôi con người màu lam trong như hải thủy. Dĩ nhiên là người của băng tộc. Mà đối diện với mấy người này là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, mắt ưng mày rậm, y phục cao quý, trên ngực trái có đính huy hiệu thanh tộc, chính là Thanh Vương. Yên lặng hồi lâu, Thanh Vương cất lời trong giọng nói tràn đầy sự tàn nhẫn. Đa tạ các vị thập vô sư đã tới. Lần này phải cầu viện tới các vị cũng là bất đắc dĩ. Sự tình liên hệ tới đế vị không tang tương lai, an nguy của băng tộc trên Tây Hải. Hơn nữa, cơ hội hiếm có. Nếu không ra tay, chỉ sợ, khó có thể tìm được dịp nào tốt hơn. Một giọng nói trầm thấp, khẩu ngữ không tang, nghe không rõ ràng. Nếu như Thanh Vương đã cầu viện, vậy thì băng tộc chúng ta cũng sẽ hết lòng trợ giúp. Chỉ là hy vọng lần này, tin tức của Thanh Vương chính xác, tránh cho chúng ta tới đây một chuyến lại uổng công. Thanh Vương cười mười phần tự tin nói, tuyệt đối chính xác, tiểu tử đó lần này xuống núi thân cô thế cô, chắc chắn không phải là đối thủ của các vị thập vũ sư. Tại hạ ở đây chờ tin tốt của các vị. Nói rồi, giơ tay làm thành một cái thủ thế, khách sáo hành lễ, thập vũ sư không nói hai lời lập tức nhảy lên biến mất giữa không trung. Đêm đã về khuya, nhưng trên đường phố, người người qua lại tấp nập huyên áo hỗn loạn, quả là thích hợp để ra tay giết người, hủy thi diệt tích. Giữa thành tử thai có một cây cầu cong cong bắc qua sông Dương được gọi là cầu Phúc Duyên. Đầu cầu có một cây mộc lan hoa đỏ, treo đầy những sợi vải đỏ cầu Duyên. Chuyện kể rằng khi xưa có một đôi nam nữ yêu nhau tha thiết, nhưng tình cảm sư đồ trái lẽ thường bị hết thảy mọi người ngăn cấm cười chê. Một ngày nọ, người con gái bị ép gả cho người khác. Trên đường đưa dâu qua cầu này, nàng chẫm mình xuống sông, chỉ để lại một câu hẹn xuống hoàng tuyền gặp nhau. Sư phụ nàng sau khi hay tin, đau đớn khôn tả tìm đến đây. Hắn trồng xuống bên cầu một cây hoa mộc lan trắng, để tưởng nhớ nàng sau đó cũng gieo mình xuống chính khúc sông này. Mùa xuân năm ấy, cây mộc lan nở hoa, nhưng không phải hoa trắng mà là những bông hoa đỏ rực rỡ. Người ta tin rằng đó là hoa báo hỷ có lẽ cặp sư đồ kia dưới hoàng tuyền đã được hạnh phúc bên nhau thế là từ đó cầu này được đặt tên là cầu phúc duyên với ý nghĩa tình duyên trọn vẹn hàng năm cứ mỗi dịp giao thừa các cặp tình nhân đều đến đây treo lên cây những sợi chỉ đỏ được kết đồng tâm mong hạnh phúc bền lâu người nào chưa có cặp có đôi thì treo lên đó một sợi vải đỏ cầu duyên ai đã có người trong lòng có thể ghi tết người ấy lên vải đỏ với hy vọng sớm được trời xe duyên dần dần ngay cả những người khác nếu muốn cầu mong may mắn bình an cho người mình quan tâm cũng treo vải đỏ khắc tên như một tập tục đẹp của tử thai ba người thời ảnh bạch phong lân chu nhan lặng lẽ nghe kể lại chuyện xưa nghe xong bạch phong lân có chút bất mãn nói cặp sư đồ kia cũng thật là sao phải tự làm khổ mình như thế chứ chờ mong xuống hoàng tuyền gặp lại chi bằng cùng nhau cao chạy xa bay có phải là xong rồi không quận chúa xích tộc cũng gật đầu lia lịa đồng tình Sư ca nói chí lý Nữ từ Đại Mạc bọn muội thẳng thắn nhiệt tình Nếu muội là cô gái kia muội sẽ không quan tâm thiên hạ nói gì Trực tiếp đến hỏi người kia Có muốn ở bên muội không Nếu câu trả lời là có Thì giá nào cũng không ngại Bạch Phong Lân phì cười Quay sang cốc đầu nàng một cái nói muội mấy mấy tuổi chứ Còn lâu mới phải lo đến chuyện đó Y nói thế nhưng thực ra trong lòng y cũng biết Nàng nói được làm được Nữ tử xích tộc là như vậy Bất kể là khi nàng theo đuổi uyên hay sau này khi nàng giành lại thời ảnh, lúc nào cũng dám làm dám chịu, không một giây do dự. Y liếc nhìn thời ảnh một cái, hắn cũng đang nhìn Y, Y lại quay đầu đi. Chu Nhan bị cốc đau đến nhăn mặt kháng cự. Sư ca, đừng coi thường muội, muội cũng cũng có người trong lòng chứ bộ. Nàng càng nói âm thanh càng nhỏ như mũi kêu, xấu hổ cúi thấp đầu. Bạch Phong Lân biết người nàng nói đến là ai, chính là giao nhân tên Uyên đã sống trong Xích Vương phủ nhà nàng trăm năm. Nàng từ nhỏ lớn lên bên hắn, đó là nam tử đẹp nhất mà nàng từng biết. Mái tóc màu lam, đôi mắt xanh như ngọc bích đã cướp đi trái tim nàng suốt mười mấy năm. Nhưng người hắn yêu lại là tổ mẫu của nàng. Giao nhân suốt một đời chỉ yêu một người, cho dù tiểu quận chúa có si mê đến đâu. Dùng mọi cách, thậm chí lấy pháp thuật để giả dạng thành dáng hình người kia, nhưng cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Hắn vẫn sống ở Xích Vương Phủ hơn 100 năm là vì muốn bảo vệ cơ nghiệp của người hắn yêu và cũng chờ đợi có một ngày nàng chuyển kiếp sống lại. Nhưng vào cái ngày tiểu quận chúa Xích Tộc tỏ tình với hắn, xé rách một tầng quan hệ sâu xa giữa hai người cũng là ngày hắn ra đi. Người kia luôn tâm tâm niệm niệm chờ đợi người mình yêu, nhưng đến cuối cùng vẫn là không chờ được mà chỉ chờ được cái chết. Chết dưới tay thời ảnh. Tất nhiên không phải vì lòng riêng, vì trừ mối họa diệt vong của không tang. Nhưng nghĩ thế nào Bạch Phong Lân cũng thấy có phần thương cảm thay cho nàng. Tiểu quận chúa hiện giờ ngây thơ là thế, nồng nhiệt là thế. Biết đâu có một ngày sẽ phải hứng chịu quá nhiều đau đớn như vậy. Trước đây khi đọc nguyên tác, y không thể nào thẩm được cái tính cách nữ tử này. Luôn miệng mắng nàng ta không xứng làm nữ chính. Nhưng giờ đây, sau mấy năm sống chung, hiểu được tính cách của nàng, con người nàng, y dường như cảm thấy mình có thể thông cảm được cho những hành động mà ai cũng chửi là ngu ngốc kia một lòng bảo vệ người mình yêu vô ý giết hại chính tộc nhân của mình thậm chí vào cái khoảnh khắc người mình yêu bị sư phụ mình giết chết nàng vì quá căm phẫn mà điên cuồng đánh trả chính tay giết chết thời ảnh nhìn từ góc độ lý trí thì những hành động đó đúng là trái đạo nghĩa nhưng trong những lúc tình cảm dấy lên che mắt liệu mấy ai có thể dùng suy nghĩ bình thường để phán đoán và cân nhắc hết thảy sự việc đây bạch phong lân trong lúc vô thức chăm chú nhìn chu nham trầm tư lại không biết rằng ở phía sau hắn, có một người cũng đang chăm chú nhìn hắn, trong lòng miên man suy nghĩ. Tiểu quận chúa xích tộc có vẻ đang rất vui, nàng ta kéo tay Bạch Phong Lân. Sư ca, sư ca, cho muội ít bạc đi, muội muốn một sợi vải đỏ. Bạch Phong Lân hoàn hồn cố ý trêu nàng, để viết tên người trong mộng phải không? Chu Nhan xấu hổ nhưng vẫn cứng miệng đáp. Sư ca không nghe người bán hàng nói sao, miễn là cầu phúc, viết tên ai cũng được. Bạch Phong Lân cũng tỉnh ngộ nói, vậy ta cũng viết. Y quay đầu muốn hỏi ca ca hắn có muốn viết hay không, nhưng người kia đã đi đâu mất, ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Bạch Phong Lân lại bị Chu Nhan kéo áo, hai người diếu diết bên cạnh người bán hàng. Mỗi người mua một sợi vải đỏ, sau đó cùng nhau treo lên một góc khuất trên cây mọc lan cáo lớn, đang nghiêng mình đổ bóng xuống dòng sông Dương lung linh ánh đèn. Đột nhiên, mấy tiếng bụp bụp không ngừng vang lên rõ ràng bên tai. Bạch Phong Lân ngẩng đầu lên, chỉ thấy ngay bên kia sông, từng chùm pháo hoa đủ loại sắc màu được bắn lên cao, khi rơi xuống tỏa thành chùm sáng vô cùng rực rỡ hoa lệ. Tiểu quận chúa xích tộc ở bên cạnh vui thích nhảy lên vỗ tay không thôi. Wow, đẹp quá, rực rỡ quá, lần đầu tiên muội được ngắm pháo hoa đấy. Giao thừa ở Trung Nguyên đúng là đặc sắc hơn Tây Hoang bọn muội rất nhiều. Sư ca, mau đi thôi. Vừa nói, nàng vừa kéo tay Bạch Phong Lân chạy về phía cầu trên cầu phúc duyên lúc này đã có rất đông người đứng vây xem hai người lên lỏi một hồi cuối cùng cũng tìm được một chỗ thuận lợi để ngắm pháo hoa bạch phong lân vừa ngước lên trời nhìn chùm pháo hoa rực sáng thì bỗng nhiên y mơ hồ nhìn thấy một cánh trắng lướt qua rất nhanh không biết có phải là ảo giác hay là thật y vô thức đưa mắt liếc nhìn xung quanh tìm kiếm trong đám đông bóng người quen thuộc thế nhưng y càng nhìn càng không thấy thời ảnh đâu y nóng ruột không thôi giống như điểm báo có việc chẳng lành thần điều bỗng nhiên xuất hiện chẳng lẽ trong lòng y đánh thịt một cái thế mà y quên bén mất năm chu nhan 13 tuổi sẽ xảy ra cái gì vốn dĩ chỉ vừa mới bước sang năm mới y không ngờ sự việc lại đến nhanh như vậy nguyên tác kể lại năm tiểu quận chúa xích tộc 13 tuổi gặp thời ảnh tính mạng ngàn cân treo sợi tóc là bị thập vu sư băng tộc ám sát trong đêm rơi xuống vực sâu thương ngô mà nàng khi ấy dùng hết sức bình sinh suốt một tháng trời vượt qua ngọn lửa hỏa ngục vượt qua móng vuốt của thần long bò ra khỏi vực sâu cõng được người trở về sau đó thời ảnh một lần chịu ơn cứu mạng cả đời lấy thân báo đáp mặc dù biết trước cốt truyện sẽ diễn ra như vậy nhưng khi biết rằng thời ảnh đang gặp nạn không hiểu sao y không thể ngồi yên được trong lòng y có một ngọn lửa thôi thúc phải mau mau cứu người Bạch Phong Lân kéo tay Chu Nhan hét lớn trong đám đông ồn ào. "Sư muội, mau đi thôi. Đi đâu? Đang xem vui mà sư ca." Chu Nhan mắt vẫn chăm chú ngước lên bầu trời nói. Bạch Phong Lân sốt ruột, không nói hai lời, cầm tay Chu Nhan giật mạnh một cái, kéo nàng lẫn vào trong đám đông, vừa đi vừa làm một cái thủ ấn. Giữa đám đông ồn ào chẳng ai chú ý đến ai, tất cả mọi người còn bận ngắm pháo hoa, có hai người đột nhiên biến mất, lại xuất hiện ở một góc đường vắng vẻ. Trong lúc gấp gáp, Bạch Phong Lân cùng lúc dùng thuật ẩn thân và thuấn di, đem hai người rời khỏi đám đông. Đến khi xung quanh chẳng còn ai, trước cái nhìn kinh ngạc của Chu Nhan, y nói, ca ca gặp nguy hiểm, chúng ta phải tìm ngay. Cái gì? Sư phụ gặp nguy hiểm? Sao sư phụ lại gặp nguy hiểm được? Sư ca, huynh có nhầm lẫn gì không? Sư phụ giỏi như thế, ai có thể làm gì sư phụ? Bạch Phong Lân không có thì giờ giải thích cặn kẽ, chỉ nói, là thập vu sư của băng tộc, hiện giờ họ lợi hại hơn ca ca nhiều. Chu Nhan chỉ có muội mới cứu được ca ca, mau mau dùng thuật thông linh. Cái gọi là thuật thông linh chính là ngưng tụ linh lực vào não bộ nhằm xác định vị trí và sự việc đang diễn ra xung quanh một người. Yêu cầu của người dùng thuật này đó là có đủ pháp lực, hơn nữa phải có mối liên hệ mật thiết với người được thông linh, là mối liên hệ hai chiều, tức là cả người thông linh và người được thông linh đều đặt đối phương vào một vị trí nhất định trong tâm trí. Đồng thời trong thời gian thi pháp, người thông linh tất nhiên phải luôn nghĩ đến người kia, nếu không sẽ không đạt hiệu quả như mong muốn, thậm chí không có tác dụng. Bạch Phong Lân cho rằng nếu thời ảnh đã gặp chuyện, vậy thì chỉ có Chu Nhan là người có liên hệ mật thiết nhất đối với hắn. Pháp lực của nàng trải qua mấy năm tu luyện, tuy chưa tính là cao nhưng đối với loại pháp thuật này vẫn là dùng được. Vì thế y mới nhanh chóng bảo nàng sử dụng thuật thông linh, thế nhưng điều mà vạn lần cũng không ngờ tới đó là sau khi nàng thi pháp hình ảnh nàng nhận được cũng không phải người kia chu nhan có chút áy náy ngước mắt lên nhìn đi xin lỗi sư ca ta ta chỉ thấy uyên huỳnh ấy huỳnh ấy hình như đang làm một chiếc chuông bằng vỏ sò rất đẹp bạch phong lân cản lời không phải chứ mẹ ơi nam chính gặp nạn thế mà giờ này nữ chính vẫn còn tâm trí nghĩ đến một người khác có hợp logic không thế Y nóng lòng như lửa đốt Đã không thể nghĩ thêm được gì khác Cuối cùng bất giác hai tay đưa lên trước Trái phải di chuyển kết ấn Sau đó Hai đầu ngón tay trỏ vào giữa chụm lại Phân biệt đặt vào hai bên huyệt thái dương Mắt nhắm chặt Miệng đọc nhanh một câu chú thuật dài dòng Y chỉ thử một phen nhưng không ngờ Thế mà lại có tác dụng thật Trong khoảnh khắc đó Y hơi giật mình suýt chút nữa đã không duy trì được chú thuật Nhưng rất nhanh Y chấn định Cố gắng mở nhãn quang, vừa mở ra đập vào mắt y là một mảnh đỏ chói. Tại một bãi đất trống không rõ là nơi nào, thời ảnh cả người Bạch Y nhiễm máu tươi, nhìn qua hết sức chật vật, mà xung quanh y, 10 người mặc trường bào màu đen trong con ngươi lấp lánh màu thủy lam hiện rõ vẻ sắc bén. Nhưng đám thập vu sư mặc dù chiếm thế thượng phong, song dường như cũng bị thương không nhẹ. Hai bên lưỡng bại câu thương đang duy trì tư thế phòng vệ. Thập vu sư có vẻ như đang bày trận, tiếp tục một đợt tấn công mới. Đột nhiên, từ trên trời lao xuống một con bạch điều khổng lồ, cuốn gió mà đến. Chỉ nghe thời ảnh hô to. Trùng Minh, mau trở về đế vương cốc. Tức thì trùng Minh vươn chiếc cổ dài, quắp lấy vạt áo thời ảnh, hất tung người lên lưng, bay vút vào đêm đen. Đám thập vô sư thấy tình hình có biến cũng lập tức giải trận tung người đuổi theo. Bảy phong lân đóng lại nhãn quang, thu hồi thuật pháp. Vào lúc mở mắt ra, chán y đã đẫm mồ hôi. Chu nhan ở bên cạnh lo lắng không thôi, chỉ thấy y quá to ca gặp nguy hiểm, mau về đế vương cốc. Hai người không nói thêm lời nào, song song kết ấn, cả người nhẹ bẫng, cùng hiểu ý, dùng thuấn di thuật nhanh chóng trở về. Từ dưới thành Tử Thai đến thần miếu cửu nghi cũng không gần, bình thường đi bộ phải mất ít nhất một ngày một đêm. Mà lúc này mặc dù có thuật pháp bổ trợ, song hai thiếu niên tu vi chỉ mới vài năm, pháp lực chưa cao, vẫn phải mất tới gần một canh giờ mới về được tới đế vương cốc. Đúng lúc bóng hai người hiện ra ngay bên bờ thác Hoàng Tuyền chạy ngược lên vực sâu thương ngô, đã thấy thời ảnh kiệt sức, không thể chống cự được nữa, nằm bên bờ vực chờ đợi đòn hạ sát cuối cùng, mà trùng minh sau một trận quyết chiến cũng đã bị thương nặng. Máu tươi chảy dòng dòng trên đôi cánh trắng muốt, nằm gục xuống, bốn con mắt đỏ như máu vẫn đầy lo lắng nhìn chủ nhân của nó. Bảy Phong Lân và Chu Nhan vừa xuất hiện, cả người bày ra tư thế chiến đấu. Chắn phía trước một người một điểu, thập vu sư có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh khôi phục vẻ tàn nhẫn trong mắt một gã khinh thường nói lại thêm hai đứa nhãi con đến nộp mạng vậy thì giết hết luôn đi một gã vu sư khác lên tiếng tức thì mây đen cuồn cuộn kéo tới mang theo ánh chớp lập lòe thập vu sư bày thành một cái trận pháp hình bát quái từng người một tung chiêu mà chiêu nào chiêu nấy đều là đòn hiểm muốn lấy mạng người ở bên này, Bạch Phong Lân và Chu Nhan tuy mới tu luyện thuật pháp được 4-5 năm, nhưng hai người tư chất cao, chưa kể Bạch Phong Lân có thiên phú được đánh giá là trăm năm hiếm gặp, so với thời ảnh chỉ kém hơn tu vi pháp lực, chứ không kém hơn về thuật pháp. Vì thế, cho dù là Thập Vũ sư sức mạnh cường đại, thì hai người vẫn miễn cưỡng có thể đánh ngang tay trong một khoảng thời gian ngắn. Thập Vũ sư vốn dĩ muốn đánh nhanh thắng nhanh, một lần hốt gọn một mẻ, nhưng không ngờ hai đứa nhãi con này cũng khó chơi như vậy, không khỏi mất kiên nhẫn nhiều lần bị bức thoái lui nhưng qua hơn 50 chiêu thập vũ sư rất nhanh nhận ra đám tiểu yêu này chỉ có thuật pháp tu vi pháp lực kém cỏi sẽ không thể duy trì được bao lâu thế là đám thập vũ sư liền thay đổi chiến thuật cố ý kéo dài thời gian hào phí sức lực của đối phương một cách từ từ chờ cho đối phương cạn kiệt linh lực đến lúc đó nhất định hạ sát một đòn ăn ngay mắt thấy chu nhan đã không chống đỡ nổi chiêu thức của đối phương mà bản thân cũng đã bắt đầu đuối sức Bảy phong lân cố vận chuyển đầu óc thật nhanh nếu cuối cùng ngay cả mình cũng không trụ được nữa chẳng phải tất cả đều sẽ chết ở đây sao y vốn dĩ cho rằng có chuyện như thế nào thì cứ để nói như thế đi nhưng vào thời khắc ca ca của y gặp nguy hiểm y lại không thể nào trơ mắt đứng nhìn y không biết gọi nó là gì trước nay y luôn cho rằng mình chỉ coi thời ảnh là một nhân vật trong tiểu thuyết mà thôi cho dù qua thời gian chung sống hai người đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều nhưng có đôi khi y cũng chẳng hiểu được vì sao mình lại nghĩ đến người kia nhiều như thế quan tâm nhiều như thế lo lắng nhiều như thế chẳng lẽ tình cảm huynh đệ có thể sâu sắc đến như thế sao bất chấp tất cả không màng cả mạng sống của mình giờ phút này đây đứng trước sinh tử hình như y thấy có thứ gì đó len lỏi trong tim mình một thứ tình cảm xót xa khó nói thành lời y nhắm mắt lại thu hồi thuật pháp thôi số phận của y đã định chỉ là một nam phụ qua đường chẳng thể nào mà khác được điều duy nhất y có thể làm bây giờ đó là đem hết sức của mình để cho thời ảnh có được một con đường sống sót việc sau đó đã con nữ chính lo trước khi ôm thời ảnh nhảy dung vực sâu thương ngô y chỉ kịp chạy tới bên người chu nhan nói thầm vào tai nàng một tiếng cho ta mượn bảo thạch trên cổ muội ta biết nó rất quan trọng với muội nhưng thứ này có thể cứu ca ca Chu Nhan đang ngơ ngác còn chưa hiểu gì thì y đã giật lấy chiếc vòng cổ có treo một viên bảo thạch trong suốt, bên trong huyết quang lưu chuyển đỏ rực. Lúc ấy trong mắt y thế mà lại tràn ngập bình thản, nắm chặt bảo thạch trong tay, nhảy xuống vực sâu ngàn trượng. Chu Nhan hét to một tiếng: "Sư ca!" Sau đó học ra một búng máu ngất đi. Ngược lại là Trùng Minh, nó mở to bốn con mắt đỏ như máu không thể tin nổi, nhưng giờ phút này nó cũng bất lực rồi mà đám người thập vu sư sau khi nhìn thấy mục tiêu của mình rơi xuống vực sâu ngàn trượng thì ngay lập tức hóa giải trận pháp đứng bên bờ vực nhìn xuống dưới một lúc rất lâu chỉ thấy mây đen vần vũ một tiếng thét dài chói tai vô số tiếng gào khóc như u linh nơi địa ngục chưa từng nghe nói có ai đó có thể sống sót sau khi rơi xuống vực sâu vì vậy thập vu sư coi như nhiệm vụ đã hoàn thành đồng loạt thoái lui vào trong bóng tối đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh Núi Cửu Nghi buổi sớm đầu năm, mây răng khắp nơi, cảnh tượng huyền ảo như trốn thần tiên. Nhưng mà không như mọi ngày, hôm nay trời đầy mây sam mưa bay lất vất khiến cho giá lạnh càng thêm lạnh. Từ sáng sớm, các thần quan thị giả đã vô cùng bận rộn chuẩn bị cho điển lễ cúng đầu năm. Xin một năm mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no. Đại thần quan năm nay có sự việc chính sự quan trọng ở đế đô không về được. Giao cho thiếu thần quan thời ảnh thay mặt chủ trì điển lễ. Thời ảnh năm nay đã 23, chỉ thiếu 2 năm nữa thôi là sẽ chính thức trở thành đại thần quan. Mấy năm nay sự vụ bận rộn, hầu như tất cả những điển lễ tương tự thế này, đại thần quan đều giao phó cho hắn chủ trì để tập quen dần với chức trách về sau. Thông thường điển lễ cúng thần đón năm mới sẽ bắt đầu từ giờ dần, tức 3 giờ sáng đến cuối giờ thìn, tức 9 giờ sáng. Sau đó, các thị giả thần quan sẽ ở thần điện ăn một bữa tiệc chay mừng năm mới. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ còn đợi thiếu thần quan đến là có thể bắt đầu. Thế nhưng, giờ dần đã tới vẫn không đợi được thời ảnh. Chúng thần quan thị giả lo lắng cho người tìm khắp trong ngoài núi. Cuối cùng vẫn không tìm được người muốn tìm, nhưng lại tìm được Chu Nhan và Trùng Minh. Mình đẫm máu tươi, nằm ngất đi trong đế vương cốc bên bờ vực sâu thương ngô. Các trường thần quan mau chóng thi triển thuật pháp chữa thương cho một người một điều. Thần điều bị thương quá nặng, các trường thần quan đưa nó vào sâu trong núi chăm sóc thương thế chu nhan nhẹ hơn sau khi được các trường thần quan tích cực cứu chữa cũng xem như đã tạm ổn được đưa về tính dưỡng tại khách xá chờ đến khi nàng tỉnh lại thì đã là một ngày sau chu nhan tỉnh lại trong cơn bàng hoàng sau khi kể lại hết thảy sự việc các trường thần quan lập tức cử người thông qua thủy kính báo tin cho đại ti mệnh nhưng từ cửu nghi phương bắc đến đế đô xa xôi đại ti mệnh muốn trở về được tới nơi cũng phải mất ít nhất 10 ngày nửa tháng trong thời gian đó, cửu nghi cũng đã cho người tiếp tục tìm kiếm tung tích hai người kia. Nhưng chu nhan không thể chờ được nữa. Nửa đêm canh ba, đợi tất cả mọi người đã ngủ say. Nàng bèn lén lút đi ra khỏi khách xá, đến bên bờ vực sâu thương ngô. Liều lĩnh tìm đường trèo xuống. Nhưng vực sâu thương ngô là nơi như thế nào chứ? Cao ba ngàn trường, nơi thì vách đá núi dựng đứng, nơi thì chẳng chịt dây mây gai, rắn rết, độc vật không nơi nào không có tương truyền rằng dưới đáy vực sâu này là nơi thác hoàng tuyền dẫn tới cổng địa ngục. Đó cũng chính là nơi mà 7.000 năm trước, tinh tôn đại đế, người khai sáng ra đế quốc không tang đã chấn áp long thần. Linh thú thượng cổ chấn quốc sau khi đánh bại hải hoàng diệt trừ hải quốc. Chu nhan lợi dụng những đám dây leo trên vách đá, cẩn thận bò xuống. Nàng không dám sử dụng thuật pháp bởi vì nàng nghĩ, một khi xuống được dưới kia, tìm thấy sư phụ và sư ca, bọn họ bị thương nặng, tất phải dùng đến linh lực để chữa thương, cho nên dù thế nào cũng phải giữ lại chút pháp lực vốn đã ít ỏi của nàng. Nàng không ngờ rằng mình sẽ phải mất nhiều ngày như vậy mới xuống được tới nơi. Mỗi ngày nàng ăn quả rừng, uống sương sớm, ban ngày theo dây leo mà đu xuống, ban đêm sẽ tìm tạm một cái động hay một đoạn vách đá lõm vào nghỉ tạm. Cứ như vậy, không ngừng không nghỉ suốt 10 ngày trời. 13 tuổi, nàng cũng không biết lúc ấy, nàng lấy đâu ra bản lĩnh mà trèo xuống dưới vực sâu ngàn trượng trong lòng nàng lúc ấy chỉ tồn tại duy nhất hai chữ cứu người họ là sư phụ và sư ca của nàng bốn năm qua tuy thời gian ngắn ngủi nhưng đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất mà nàng từng trải qua kể từ khi sinh ra mặc dù một người thường xuyên nghiêm khắc đánh đòn nàng một người thường xuyên tròng ghẹo tranh giành với nàng nhưng hai người ấy giống như ca ca thật sự của nàng yêu thương nàng dạy bảo nàng khiến cho nàng thân là quận chúa độc nhất của xích tộc lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của tình huynh muội mà nàng hằng ao ước. Bằng giá nào nàng cũng sẽ phải cứu được họ. Sư phụ, sư ca, hai người phải dáng lên chờ muội. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tại kênh YouTube kể chuyện đêm khuya.